Chúng ta tiếp tục với xe đấu thứ tư của trận công đài thứ nhất lô đài Bugatti kỳ 94 giữa Hồ Nam và Lê Minh Tuấn. Tỷ số tình cục tạm thời đang là 2-1 cho Lê Minh Tuấn. Xe thứ tư công đài. Đúng rồi, hay lên bộ. Căng thẳng trận đấu của hai bên.
nguyên dây luôn. Sao sao, chẳng là cái này là chạy bỏ đâu. Cho làm nóng tí nhé. Tỷ số là 11-8 set thứ tư. Như vậy là tay vợt công nghệ Hồ Nam đã rất xuất sắc gỡ lùi ngược dòng từ 4-8 và kết thúc 11-8. Tỷ số tầm cuộc tầm và bây giờ là 2-2 cho hai bên. Rất là căng thẳng và ngang tài ngang sức.